Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte thị sát quy trình phá hủy hơn 60 chiếc siêu xe nhập lậu, một phần trong nỗ lực chống tham nhũng của ông. Ông Duterte đội mũ bảo hộ lao động, quan sát chiếc xe ủi nghiền nát những chiếc ô tô sang trọng và một số xe mô tô trị giá 5,5 triệu đô la. Ông Duterte cho biết, việc tiêu hủy này nhằm cho thấy Philippines là một nơi đầu tư và cho thấy lập trường cứng rắn của ông chống lại hoạt động buôn lậu. Không rõ có ai bị bắt giữ trong chiến dịch chống buôn lậu bài tham nhũng này hay không.